Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng với bạn Bảo và bạn Sơn thể thao khui hộp đồ chơi con quay Nano 5. Đây là cái gì? Này là cái gì Bảo? Ba vị thần vực ảo ảnh, Đúng rồi, ba vị thần của vực ảo ảnh. thần thủy địa ngục, thần long cuốn gió, răng nanh thần sói. Hay quá, anh ấy rất là tài lanh. Rồi bây giờ Bảo khui hộp cái đây. Xé miếng giấy ra cho các bạn nhỏ xem. Wow, nào đưa cho mọi người coi. Rồi đây là hộp đồ chơi ba vị thần của vực ảo ảnh phải không? Cực kỳ đẹp. Đây là hộp mới vừa đặt về luôn nha các bạn. Đây một hộp là combo của nó là ba con quay với một tay quay, nhìn quá chuẩn luôn. Tay quay trong suốt, tay quay mới. Bây giờ Sơn mở cái hộp này ra coi. Wow. Đâu cầm từng con lên coi. Rồi Sơn đưa mượn cái con đang cầm cái Sơn. Con này là con gì ta? Răng nanh thần sói. Răng nanh thần sói hả? Biểu tượng của này. Đâu cho mượn biểu tượng này. Ồ con này đẹp quá ta. Ồ con này có tới hai vòng chiến đấu luôn nè. Dễ chưa? Quá trời đẹp luôn các bạn ơi. Tao đưa mượn cái đồ để dặn nó coi. Rồi Phan đưa con đó. Con này là con gì? Con này là thần long cuốn gió. Thần long cuốn gió hả? Trời ơi con này còn đẹp dữ nữa. Đẹp hơn con này luôn. Không mà con này cũng đẹp hết. Đẹp ngang nhau. Mấy con nó quay này là mấy con quay thuộc hàng ray nha các bạn. Đây là hàng hiếm á. Ôi. Nó thiết kế hoàn toàn khác mấy con quay đợt trước luôn. Rồi còn con đó là con gì Bảo? Đây là thần khuyển địa ngục. Rồi cho mượn coi. Thần khuyển địa ngục. Cái dòng này xây được luôn. Dòng nào? Wow. Đây ba con quay siêu đẹp. Cái đầu nữa. Đây đây là biểu tượng nó. Rồi để biểu tượng qua nó đi. Bây giờ Bảo mở mấy con quay này ra coi. Mở quay này ra cho các bạn nhỏ xem coi nó có cái gì. Tháo nó ra ha. Rồi Bảo khui đi. Con đầu tiên. Wow, cái này xích được ha. Sao? Cái đó làm sao? Cái này là kiểu cái dạng để đồ này xuống chạy cho nó nhanh thêm. Ồ, này là chân quay mới hả? Lạ quá vậy. Có cái này nữa, mà bình thường cái này là khi đấu nhiều khi yếu quá thì bật xuống cho mạnh lên. Phải không? Dạ. Chính xác không đó? Này lúc bật rồi còn chưa lúc chưa thì con không biết làm sao. À đúng rồi, cái nút này nó bấm được nè. Rồi khui ra coi. Ồ, mấy con này thiết kế chi tiết quá ta. Đúng là hàng ray có khác ha. Đồ ở đây nó còn có được chém nữa. Đẹp. Giống như là cái lưỡi hái vậy phải không? Dạ. Rồi ráp lại đi. Ráp cho đúng nha ông. Ok. Con ráp này suốt giờ không biết hết. Rồi bây giờ tháo con tiếp theo. Gắn biểu tượng lên cho nó đi. Rồi gắn biểu tượng mà gắn đâu đó tháo đâu đó vậy. Làm gì vậy? Tháo trên kia kìa. Rồi cũng được, tháo qua trước đi.
Con này là con gì, đang tháo con gì vậy? Con này là hồng khuyển điện ngục. Hay quá, tên ngầu quá ta. Ồ, giọng nó còn chất nè. Wow, cái giọng đẹp quá. Xem ra hình như mấy con này còn đẹp hơn mấy con boss nữa. Con bé, cái con boss thì chỉ đẹp với cái giọng thôi. Đúng rồi. Nè Cam, đâu, này giọng này sao? Giọng này ở khúc này xây được. Ừ, đúng rồi. Con này là con gì quên mất tiêu rồi, mới vậy đó. Rồi, ráp vô lại đi, ráp cái biểu tượng nó vô luôn. Rồi, ráp biểu tượng cho con gì, con đó là con gì? Này là thần long cuốn gió. Biểu tượng là đây. Gắn vô. Mấy biểu tượng này chắc quá. Đẹp nhất là chỗ này. Đẹp nhất là mấy chỗ này. Wow, con thằng Lâm cuốn gió là đẹp nhất nè. À. Rồi bây giờ tháo con đó con gì? Tháo ra đi. Đây là răng nanh thằng sói. Rồi, tháo răng nanh thằng sói ra, có cái hai răng nanh luôn kìa, hay quá. Nhìn đế ảo quá. Hai cái đế quay của hai con này cũng đẹp nữa nè. À, quên mất, cái dòng này tháo không được. Sao vậy? À, này là nó nguyên khối nha các bạn. Con quay này là khác với mấy hai con quay này. Nó có bắt ốc, bốn con ốc ở đây luôn. Vậy là muốn tháo cái dòng chiến đấu này ra là phải tháo ốc ra. Ở đây cũng đẹp nữa. Rồi gắn vô đi, gắn biểu tượng nó vô. Đây, ba con quay siêu đẹp trai. Bên này là thần khuyển điện ngục, thần long cuốn gió, răng nanh thần sói. Yeah, hay quá. Rồi bây giờ mình cho ba con quay này thi đấu với nhau thử nha. Có một cái đồ. Đâu? Có một đồ vật kìa. Rồi, quên đồ vật. Tháo đồ vật ra coi coi, đồ vật quá trời đẹp luôn mà quên mất tiêu. À, giống tay cầm màu đỏ. Vì là nó không có nút bật lên để chiến đấu ngược rồi. Chỉ có xây vậy thôi. Nhưng mà siêu ngầu luôn. Màu đen, màu vàng. Quá đỉnh. Quay quá trời im luôn. Dày nó ngắn quá. Rồi bây giờ cho ba con quay đấu nha, thử coi con nào mạnh nhất trong ba vị thần của vực ảo ảnh nha. Xong chưa? Xong rồi. Có một cái tay cầm sao vậy? Vậy Sơn, tháo tay cầm của con quay đại boss ra. Quay cho nó gấu. Xong chưa? Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sao? Bảo cầm con gì? Này là thần long cuốn gió. Thần long cuốn gió. Sơn cầm con gì? Răng nanh thần sói. Rồi bây giờ đấu bằng đấu nào? Bằng này. Rồi bằng đấu của vực ảo ảnh, đúng rồi. Con quay của vực ảo ảnh phải đấu với bằng đấu của vực ảo ảnh. Rồi bây giờ là trận đấu giữa Bảo và Sơn. Bảo cầm thần long cuốn gió. Sơn cầm răng nanh thần sói. Ok. Đấu 3 hiệp nha. Mỗi con đấu 3 hiệp. Vô. Rồi sao? Né không?
Vậy mà yếu gì? Bình mày thường mấy con kia đấu mấy trận mấy phút mới xong. Mà mấy con này đấu chưa được phút. Quá lên. Con nào thắng? Con này. Con này là con gì? Răng nanh thằng sói. Rồi, răng nanh thằng sói thắng 1-0. Lần này phải bật cái liền lên mới được. Tiếp theo, vô. Hay quá. Ôi con này chém đau quá. Con này chém đau vãi. Quá mạnh phải không? Tỷ số 2-0. Lần này sẽ phải bật cái này lên. Trò quay của bạn Bảo chui vô cầm 7. Thua. Rồi, hiệp cuối cùng nè, vô. Hiệp này tổ biết ai hết rồi. Rồi, má ơi. Con Bảo là con gì quên mất tiêu rồi. Thằng Long cuốn gió. Thằng Long cuốn gió bị con này là con răng nanh thằng sói. Đá một phát văng ra ngoài bàn đấu, tỷ số 3-0. Rồi răng nanh thằng sói thắng. Bây giờ Bảo cầm con kia là con gì ta? Thằng Khuyển địa ngục. Thằng Khuyển địa ngục. Rồi cầm con này đi. Con này phải đổi ra đi kiểu này. Đây. Rồi bây giờ là bạn Bảo cầm con thần khuyển đi ngục. Rồi đấu với con này là con gì? Răng nanh thần sói. Rồi đấu 3 hiệp luôn nha. Bây giờ đấu ngắn thôi, ai thắng 2 hiệp trước thì người đó thắng. Vô. Mới thả là ui con. 1-0. Bài Bảo thắng. Cái con quay này nó quay nghe âm thanh nghe thú vị quá ha. Dạ bật lên đây nè. Tỷ số lúc đầu là 1-0, Hoài Bảo chiến thắng phải không? Bây giờ hiệp thứ hai, vô. Con có ai bị văng ra ngoài vậy? Con có Hoài Bảo. Hay quá, một pha tấn công đẹp mắt của Sơn Thể Thao. Quay của Hoài Bảo văng ra ngoài bàn đấu luôn. Bây giờ là hiệp đấu một đều rồi phải không? Yeah. Rồi hiệp đấu cuối cùng nè, cẩn thận nha, ai thắng là người đó thắng luôn nè. Ready go. Yếu hả? Con quay đó yếu hả? Dạ. Hay quá, ai thắng? Dạ, Hoài Bảo thắng. Rồi, Hoài Bảo cầm con gì? Thần Khuyển Địa Ngục. Thần Khuyển Địa Ngục, vậy là con... Thần Khuyển Địa Ngục thắng rồi, là con mạnh nhất luôn rồi. Con này bành bỉ. Mạnh nhất hả? Con mạnh nhất là con... Thần Khuyển Địa Ngục. Hay quá, vậy con tiếp theo là con... Răng nanh thần sói. Rồi. Vậy là con kia là con gì quên mất tiêu rồi. Thằng Lâm cuốn gió. Thằng Lâm cuốn gió hạng bét. Rồi 1, 2, 3. Hay quá. Rồi clip khuy hợp bộ ba vị thần của vực ảo ảnh tới đây là hết rồi nha. Bye bye các bạn đi. Bye bye, bye, bye. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh cho tụi mình nha. Ra. Chiu chiu. Đấy nè.